Bây giờ làm thế nào để cứu chúng mày ra? Cảnh báo mày bao nhiêu lần không được phá hoại. Đi nghe, cứu. Tưới nước vào được không? Tưới vào còn chết nữa. Chuột sợ nước, còn dính hết rồi. Bóc lên là mất một lớp da lớp lông. Chân dính. Nhìn nó cũng thương lắm nhưng mà biết làm thế nào bây giờ? Xử phạt chúng mày. Nhưng mà nghe vẻ hơi nặng tay. Về đây, tí nữa chị Nhím với lại anh Gấu với lại anh Sóc về để xem. anh ấy chị cầm bố quá thôi. Ai dám cầm nó dính. Phá hoại bánh kẹo của tao này, phá hoại đồ của tao này, bây giờ mày còn rung dâu à. Mày lại còn ngồi chết rồi, ăn đi, ăn một miếng đi. Thằng này chưa được ăn này, cho ăn miếng này. Tranh thủ. Ấy, ăn đi. Chít thì làm sao mà ấy được, bây giờ làm sao mà cứu mày ra được mà chít. Bây giờ làm thế nào? Làm sao bây giờ chúng mày định cứu kiểu gì là bảo là để tao cứu nào. Ăn đi. Thôi ăn đi. Ôi, vẫn gặm. Này. Này, ăn này. Ôi dồi ôi. Mời tao bắt cho chúng mày một cái que nhá. Nhá. Ôi dồi, ăn khỏe không? Đây, ông tướng này, ông ăn đi. Đấy. Tội lỗi. Quả thật. Không ai muốn như thế đâu. Bảo mãi rồi. Đi. Đừng để tao cáu. Thế mà bây giờ này, dính ở đây rồi thì làm thế nào? Vừa làm thế nào cứu nó nhỉ? Ăn có ghê không mẹ? Cắt thế nào được? Đến lúc chết rồi vẫn còn phải ăn cố cho nó đo khổ này. Chết rồi nhờ nó vẫn còn ăn, vẫn còn gặm. Anh thì kia là không kêu lạnh mà anh mặc thứ anh không kêu lạnh. Đấy. Hai con chuột con gặp một ông chuột cống một cái thế là bắt đầu. Chết vẫn ăn. Ăn no. Bây giờ làm thế nào để cứu nó nhanh nhỉ? Đã làm hại đấy.